mua cái giấy kẹo nữa chứ. Cái giấy kẹo không còn đi. Một cái báo á. Giấy kẹo một cái báo đi. Được thôi. Chào mừng bạn đến với ứng dụng BadoVN, báo đọc bằng giọng nói hàng đầu Việt Nam. Bạn có thể tải hoàn toàn miễn phí trên Google Play cho Android hoặc trên chợ ứng dụng cho iPhone. Link tải được đính kèm trong phần mô tả cuối mỗi video. BadoVN luôn cập nhật tin tức 24 giờ nhanh nhất với đủ các đầu mục nóng hổi, thời sự, kinh doanh, pháp luật, sức khỏe, góc nhìn cuộc sống, tâm sự và đặc biệt, bạn có thể trao đổi hoặc tương tác với các thính giả khác. Giao diện ứng dụng được thiết kế thân thiện, trực quan, giọng đọc dễ nghe, truyền cảm chắc chắn sẽ làm quý thính giả hài lòng. Chuyên mục sức khỏe, cẩm nang các bí quyết sống khỏe, chăm sóc phòng tránh bệnh cho gia đình mỗi ngày. Tin mới nhất, nơi tổng hợp các tin xã hội, đời sống giải trí hot nhất 24 giờ. Chuyên mục tâm sự, chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, đặc biệt là các vấn đề liên quan chuyện thầm kín, tình yêu, hôn nhân gia đình. Hãy tải BadoVN này, link tải được đính kèm trong phần mô tả mỗi video. Chúc các bạn một ngày tốt lành, xin cảm ơn. Cái gì hẳn đây, một chén quá đó. Bây giờ là chậu bé. Năm bà lũ, năm bà lũ. Một trong bà lũ. Không tải trong bà lũ. Rất là hồi hộp. Tuyệt vời. Đây là những người thôi giấy nữa thôi, thôi giấy nữa tuần nhất còn lại không đúng rồi giấy hết đừng bên này kẹo phá quá khỏi tới nữa đông đông quá mẹ ưa cân quá đừng bên được kẹo quá rồi cái kẹo phá quá là kẹo quá thôi đúng đúng đông đông quá mày á các bạn là đúng đây. Kẹo không quá. Nay lực lượng chức năng đã cứu hộ và giúp đỡ cho 4 người vào bờ an toàn. Hiện nay trên xe còn 16 người. Trong đó có 2 phụ nữ và 1 trẻ em 2 tuổi. Mới quá, cho khóa quá đi chứ. Buộc ba sao lại với nhau một đứa qua ba ba kỹ đi. Mau mau ơi. Thần thương là được lên đây. Chừng ba